Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ thì mình chuẩn bị đi giặt hai cái chăn ở tiệm giặt ạ. Đây ạ, hai cái chăn mình đã cấp gọn và buộc nó vào cho nó gọn dễ cầm đi đấy ạ. Thì mình sẽ quay cho các bạn xem cái máy giặt ở cái tiệm giặt đấy như thế nào. Và nếu bạn nào đang sinh sống ở Nhật thì khi nào đi giặt thì các bạn tham khảo nha. Mời mọi người đi nha. Đây là cái biển hiệu của cái tiệm giặt đấy ạ. West House Coin Dandori. Đây là cái bãi đỗ xe của cái tiệm. Đây là cái cửa tiệm này. Hình ảnh cửa tiệm này. Thì mọi người nếu ở với Nhật thì mọi người nhìn cái cửa tiệm mà nó ghi chữ Coin Dandori thì nó là cái tiệm giặt đồ nhá. Mọi người đến đây nếu mà không có tiền lẻ thì mọi người để tiền ở đây nhé. Các bạn cho tiền mình xem mà. Đổi một tiền một xem lấy tiền lẻ một xu một trăm yên, tiền xu 100 yên. Đây, 100 yên. Còn nếu bạn nào có 500 yên thì cũng cho trong đây để đổi lấy tờ lấy đồng 100 yên. Yeah, the girls impolite in the club every night. That's how it goes when you Hollywood perfect. Hollywood perfect. Hollywood Carson. Kansoki đấy là cái máy sấy, các bạn cẩn thận nó lại nhầm. Còn đây cái máy giặt này, máy giặt này có xem các kỳ đấy. Nó cái máy này có nhiều loại, có loại to, loại bé. Đây cái loại mình đang giặt là 22 kg này. Còn bên đây là 12 kg. Còn đây các bạn bé giống như máy gia đình ấy. Mình giặt ở gia đình nhà là 7 kg. Còn bên này là cái giặt giày nhé. Bên đây là cái giặt giày đấy. Trước tiên thì mình vào xem cái máy giặt này. Cái máy to 22 cân thì là giặt 31 phút ấy, là 95 yên. Còn 46 phút là 1 sen. Mình cứ giặt cái loại trên loại giặt thông thường, còn này là loại giặt điện giải thì nó lọc giặt giữa chừng nó sẽ dừng máy cho mình xong lại giặt tiếp. Mình cứ giặt cái 900 yên này. Đây là cái lỗ cho tiền xu vào đây. Nếu mọi người cho quá thì gạt cái này là nó sẽ rơi. Còn bên này thì loại máy nhỏ nhỏ hơn. Loại 12 kg thì là 600 yên. Như mình giặt một cái chăn thì chỉ cần cái 12 cân 600 yên này là được. Còn mình giặt hai cái chăn thì nó nhiều hơn, nó nặng thì là lại giặt loại 22 kg. Thì mọi người cho tiền xu trong đây. Và đầu tiên thì trước khi giặt thì mình sẽ lấy cần gạt này mở ra xem là có khỏi người ta giặt chưa. Không là ok, mình nắp vào xin mới được đấy, là nắp vào thì lắp vào xong mọi người ấn vào cái nút này. Đây lúc này mình ấn vào cái nút đô đa của cái này sẽ rửa
Nó rửa thì hết khoảng 2 phút ạ. Đây, bắt đầu máy nó chạy rồi. Nó rửa cho sạch những người ta giặt trước rồi. Nhưng mình giặt bây giờ thì nó rửa trước khi mình cho đồ vào để cho nó sạch máy. Để nước nó chảy vào trong nó rửa được ạ. Mọi người đợi khoảng nó chạy đây, nó tung lại, nó tung cái này. Nó rửa khoảng 2 phút thì là mình nó tít xong mình mở ra. Mở ra thì mình cho xong bắt đầu mình cho đồ giặt vào. Còn đây, cái này đây nó hướng dẫn đấy. Số 1 là mình cho quần áo vào là mình lắp vào. Cái thứ hai là cái này là cái cốt của cái nếu mà mình dùng smartphone thì mình chụp cho nhận diện cái cốt này xong là mình sẽ trả tiền qua điện thoại, mình không cần bỏ tiền trong đấy được thì nó cũng tự trừ tài khoản cho tài khoản, lúc mình nhập cái cốt vào nó sẽ bắt mình nhập số ngân hàng vào thì nó sẽ trừ trong đấy luôn ạ. Còn không có thì mình cứ cho tiền xu vào là nó giặt ok luôn. Cái máy này thì nó giặt được rất là nhiều loại đồ ạ. Như ở đây nó có ghi cụ thể đấy, nó mình có thể giặt được cái chăn đắp ở trên ạ. Cái này là cái chăn mà mình để ở trên bàn, chùm ở bàn lúc mà mình ngồi ở mùa đông cho nó ấm nhá. Cái này là cái đệm ở dưới ạ. Cái này là cái thảm ạ. Cái này là cái rèm và quần áo ạ. Thì giặt được nhiều loại đồ như vậy và đây là cái khối lượng nó có thể giặt được ạ. Đây cân nặng ạ. Cái chăn 3kg thì mình có thể giặt được 4 cái. Cái này cái khăn đắp với lại cái này cái khăn đắp mỏng ạ. Cái loại này với loại này là khăn đắp mỏng cả đấy. Này là 12 cái. Cái này cái khăn trải đấy ạ. Khăn trải giường ấy thì là mỗi cái 06 thì được 20 cái đấy. Còn cái này cái cô tất sự đấy, là cái chăn để trên bàn cho ấm đấy, để ngồi vào cho ấm đấy, là được một cái. Còn những cái loại quần áo loại mà không giặt được thì là những cái đồ mà có những cái lông đấy, cái lông hoặc là cái có những cái hạt mà người ta đính vào thì mình không nên giặt những cái máy này. À, cái này lúc mọi người giặt thì không cần cho bột giặt vào đâu nhá. Cái máy nó tự động nó cho bột giặt vào đó, nó có bột giặt đó. Với lại cả giặt xả nó cũng có luôn. Còn bên đây là cái giặt giày ạ. Bên này nó có cả giặt giày luôn. Đây giặt giày của người lớn thì 2 đôi, còn của trẻ em là được 4 ạ. Đây mình cho trong giày trong đây, nó có cái này nó sẽ khỏi sạch sẽ nhỉ. Giá là 200 yên đấy, 200 yên để giặt giày đấy. Ngay trên cái chỗ giặt giày đây là cái máy sấy đấy, đây cái máy sấy. Nó sấy dày đấy luôn, có luôn trong đây. Đây có 4 lỗ. 4 lỗ này chỉ có vậy, như là mỗi lỗ một cái thôi ạ. Coi như được 2 đôi ạ. Đây người ta cũng hướng dẫn cách treo đấy. Cái cho dày vào đây ạ. Mình cho dày trong đây xong cho tiền vào. Xong là bấm. Đây là được 100 yên. 100 yên được có 20 phút thôi ạ. Và đây nó sẽ cũng ghi cụ thể. Nó cho mình là cái loại giày nào là bao nhiêu phút ấy, thì mình cho tiền vào cho nó thích hợp ạ. Cái loại này là giày chạy bộ đấy, là 20 mất 20 phút ạ, coi như là mất 200 yên ạ. Cái này là giày bóng rổ ạ, là 40 phút. Còn cái giày đi chơi tennis là cũng 40 phút. Còn giày của trẻ con khoảng 15 phút ạ. Hiện đại thế. Sấy không ạ, còn giặt xong lại sấy giày luôn. Bên này là những cái máy sấy ạ. Có nhiều máy sấy đấy, 4, 8, 10 cái máy sấy đấy. Có 10 cái máy sấy và chỉ có 3 cái máy giặt thôi. Thì mọi người thường
hay giặt ở nhà, rồi mang ra đây sấy, vào mùa mưa thì mang ra sấy để cho nó nhanh khô. Mưa mấy ngày không nắng thì quần áo nó không khô. Đây, cái máy giặt đây là máy 25 cân, máy này khá là to. Xin lỗi các bạn, đây là cái máy sấy, máy sấy 25 cân, máy sấy 25 cân. Còn 8 cái này đều là cái 14 cân vậy. Nó có hai tầng, khi sấy thì nó có hai chỗ. Máy trên là cái chỗ để tiền máy trên này. Còn đây là chỗ bỏ tiền ở máy dưới. Cái máy dưới này thì nó không có chỗ bỏ tiền ở dưới đâu. Họ khóa lại rồi để làm chỉ ở trên đây. Có hai cái này cho nó tiện cho mọi người lúc bỏ xuống thì khỏi bị cúi. Rồi, cũng khá là to. Sấy được rất nhiều quần áo, 4 cân vậy. Thì tùy theo số lượng mình sấy nhiều thì nó sẽ mất nhiều tiền hơn, nhưng mà mình chỉ bỏ được đến nửa thôi ạ. Đây nó có cái đường chỉ đấy, mà nó chỉ bỏ được đến đây thôi. Lúc mình chỉ bỏ được đến đây để cho nó sấy nó quay nó lắc cho nó khô. Này thì đây. Những cái đồ sấy được đấy. Sấy khô được là giống như lúc nãy cái chăn ấy. Này cái tất cả chăn. Rồi cái này cái khăn đắp mỏng ạ. Cái này khăn trải ạ. Nhưng đấy thì mình cứ bỏ được tầm đến đây. Cái quần áo thì là không được bỏ đến đây. Còn cái nếu mà mình giặt cái mình cho mình sấy cái chăn đắp ấy, thì có thể cái đấy nó phồng ấy, thì mình không cố định được thì nó có thể là quá được đấy. Nó quá cái này cũng được, nhưng mà nếu mà mình bỏ nó đầy quá thì lúc nó sấy nó sẽ không được khô thì sẽ mất nhiều thời gian hơn. Đây thời gian sấy đấy ạ, thời gian sấy là 10 phút mất 100 yên. Như trên đây họ ghi là đây, nếu mà mình sấy chăn nhẹ thì phải mất 50-60 phút, nghĩa là phải mất 500 yên ạ, 500-600 yên. Còn nếu mà những cái quần áo thông thường ít thì là 30-45 phút, thì mất khoảng 300-400 yên là một lần sấy. Này nếu mà mùa mưa thì mình mới dùng đấy, còn nắng thì về mình phơi cũng được. Đây là hình ảnh bên trong cái tiệm giặt đấy, có cả bàn ghế ngồi đợi uống nước ạ. Đấy, ba cái bàn trắng dài như kia thì là đấy là cái bàn để đồ giặt xong, như lại trước khi giặt thì người ta chuẩn bị thì để trên bàn đấy. Mọi người đợi thì ngồi trên đây ghế Coca-Cola luôn. Đấy, có cả ghế dài luôn ấy. Cái này khá là mới, điều hòa này. Vào đây mùa hè thì mát lạnh. Nhóm đi giặt thì cứ ngồi đây hoặc là chơi cho mát mẻ. Đây là mấy cái xe để đựng quần áo đấy. Khi nào giặt xong thì mình bỏ trong đây. Mình bỏ trong đây xong là để lôi kéo ra cái chỗ máy sấy đấy, máy sấy lên đấy. Đây có ba cái tròn bé này, còn cái loại này lại to ạ. Này cái to em mà giặt nhiều đồ, nhiều chăn đệm to thì mình cho lên đây. Con này xong kéo ra phần lên máy sấy đấy. Đây xong rồi các bạn, còn một phút nữa là xong. Never noticed. Mình đã giặt xong rồi ạ. Tại mình vừa máy nó vừa mới giặt xong. Cái này vừa mới giặt nó vẫn giặt máy giặt thì nó hơi mỏng được.
Còn nếu mà mình giặt tay ở nhà thì mình vắt thế nào nó còn không sũng sũng nước, nó lâu khô lắm ạ. Mình giặt các máy này thì phơi 1-2 nắng là nó sẽ khô luôn. Nếu mà nào mà muốn dùng luôn hay là như giặt quần áo dùng luôn thì mình ra sấy khô như cái này chắc khoảng tầm 600-700 yên thì nó mới khô được, thì mình cũng chưa cần dùng luôn nên là cũng không cần thiết lắm, thì là mình phơi ạ. Video của mình hôm nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.